Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày và phát lại vào 15 giờ chiều ngày hôm sau. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Bài văn hay nhất thế giới về ông già Noel, truyền cảm hứng sống suốt 100 năm qua. Trong hầu hết các câu chuyện cổ tích cũng như các câu chuyện thần tiên, có lẽ chỉ có ông già Noel mới có thể vượt qua ranh giới giữa truyền thuyết và hiện thực, làm tất cả mọi trẻ em trên thế giới đều tin tưởng và ngóng trông. Dù bạn tin có hay không có ông già Noel, thì thật sự rằng ông đã làm cho rất nhiều trẻ em hạnh phúc, từ đó có đầy niềm tin, nghị lực vào cuộc sống. Mỗi năm, cứ tới đêm Giáng sinh, không biết có bao nhiêu em nhỏ hưng phấn tới mất ngủ, vừa thấp thỏm khát khao, vừa đầy vui mừng chờ đợi ông già Noel chui vào nhà từ trong ống khói. Em nào cũng mong sao cho trời nhanh sáng để nhìn thấy món quà mình yêu thích được ông bỏ trong chiếc tất treo ở cây thông Noel. Nếu bạn cho rằng những câu chuyện cổ tích đều là giả, vậy thì ông già Noel chính là lời nói dối dễ thương nhất trong lịch sử từ xa xưa tới nay. Và bạn có biết rằng hàng trăm năm qua, để duy trì lời nói dối này, để làm cho tất cả các bạn nhỏ tin rằng ông già Noel là có thật, để xây dựng những hình ảnh về một thế giới tốt đẹp, nơi có ông già Noel và những câu chuyện cổ tích trong lòng mỗi đứa trẻ, rất nhiều người ở các quốc gia châu Âu đã có những cố gắng làm rung động lòng người. Bài xã luận nổi tiếng cách đây hàng trăm năm. Câu chuyện hôm nay của chúng tôi xin bắt đầu từ một bài xã luận nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ngày 20 tháng 7 năm 1897, tờ The Sun của New York nhận được bức thư có nội dung rất đơn giản của một cô bé 8 tuổi sống ở khu vực phía tây New York như sau. Kính gửi ban biên tập, con năm nay 8 tuổi, một vài người bạn của con nói rằng trên thế giới không có ông già Noel. Cha con từng bảo tạp chí The Sun nói sự thật không phải thế. Xin các cô chú hãy nói cho con biết sự thực trên thế giới này có ông già Noel không? Virginia Kiong Long. Bức thư được lưu ở ban biên tập của tạp chí tới 3 tháng trời. Mãi cho tới tháng 10, một biên tập viên tên Francis Church đọc được bức thư này mới viết một bài xã luận làm thư trả lời cho Virginia. Trong bài xã luận của mình, với ngữ điệu chắc chắn như đinh đóng cột, người biên tập viên nói với Virginia và tất cả mọi trẻ em trên thế giới rằng ông già Noel thật sự tồn tại. Ông là người rất yêu thương trẻ thơ, hòa ái, hào phóng và bao dung. Francis tiếp tục: nếu không có ông già Noel, thế giới này sẽ không còn gì thú vị. Cũng giống như thật vô vị khi thế giới này thiếu đi những cô bé như Virginia. Những lời như vậy làm trẻ nhỏ mất đi sự tin tưởng và ngưỡng mộ. Không có thơ ca, không còn gì lãng mạn và sẽ khó chấp nhận những điều khó khăn trong cuộc sống. Ánh sáng vĩnh hằng chiếu sáng thế giới này là ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ tắt, là thứ ánh sáng đến từ những năm tháng tuổi thơ. Francis là phóng viên chiến trường, từng chứng kiến những sự tàn sát dã man trong cuộc nội chiến tại Mỹ. Mặc dù nhận thức được sự tàn khốc của hiện thực, tuy nhiên không vì thế mà anh mất đi niềm tin và tín ngưỡng của thế giới cổ tích không nhìn thấy trong lòng mình. Anh viết tiếp: cho dù có người thuê tôi canh ở ống khói lò sưởi đời, nhưng không gặp được ông già Noel thì có thể chứng minh điều gì chứ? Bạn không từng gặp ông già Noel không có nghĩa chứng minh rằng trên thế giới này ông già Noel không tồn tại. Cũng giống như không khí hay những linh hồn nhỏ bé khiêu vũ trên bãi cỏ, bạn không thấy nhưng không thể chứng minh rằng chúng không tồn tại. Bởi vì những điều chân thực trên thế giới này, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều không nhìn thấy. Khẩu khí trong bài viết của anh luôn mang sự ngọt ngào, tinh tế mãi cho tới hiện nay. Đọc lại vẫn cảm nhận được sự cấp thiết nhiệt tình trong tâm anh. Cho dù là người mạnh mẽ nhất thế gian hay tất cả những người mạnh mẽ nhất thế giới cùng hợp sức, cũng không xé bỏ tấm lụa mỏng
che phủ những điều bạn không biết trên thế giới. Chỉ có tín ngưỡng, thơ ca, tình yêu thương và sự lãng mạn mới có thể vén lên bức màn bí mật này, nhìn thấy những điều tốt đẹp và ánh sáng vinh quang diệu kỳ. Những điều này có đều là sự thực không? Trên thế giới này, không có gì chân thực, vĩnh hằng bằng những điều này. Trong phần cuối bài xã luận, Francis viết: Cảm ơn Thượng Đế, ông già Noel vẫn sống và sẽ sống mãi trong lòng trẻ thơ. Cho dù nghìn năm sau nữa, ông mãi là người mang lại sự vui mừng trong lòng mỗi đứa trẻ. Năng lượng tích cực từ niềm tin và sự tồn tại của ông già Noel. Tiêu đề bài xã luận đó là Có, Virginia, Santa Claus là có thật. Sau khi bài xã luận được đăng, đương nhiên cô bé Virginia cũng đọc được nó. Và thực sự, bài báo đã có ảnh hưởng không nhỏ tới cả cuộc đời cô bé. Năm 1910, cô kết hôn và sau khi mang thai, sinh con không lâu thì bị chồng ruồng bỏ. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bị suy sụp, ngược lại càng nỗ lực hơn. Cô tiếp tục học thạc sĩ giáo dục trường Đại học Columbia và học tiến sĩ tại Đại học Fordham. Suốt hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học và trở thành hiệu trường, cả cuộc đời mình, Virginia luôn đồng hành cùng những đứa trẻ. Trong một bài trả lời phỏng vấn vào những năm tháng cuối đời của mình, Virginia chia sẻ rằng bài xã luận của Francis khi đó đã có ảnh hưởng tích cực lâu dài tới cả cuộc đời cô. Một đứa trẻ nhận được tình yêu thương và thiện ý tốt đẹp từ thời thơ ấu có thể giúp chuyển hóa thành năng lượng tích cực nâng đỡ cô trong suốt cuộc đời mình. Virginia tiếp tục năng lượng kỳ diệu mà Francis truyền cho bà qua bài xã luận tới mọi người. Trong suốt cuộc đời mình, bà không ngừng nhận được thư của những đứa trẻ hỏi về sự tồn tại thực sự của ông già Noel. Mỗi lần nhận được những lá thư này và hồi âm lại cho bọn trẻ, bà đều gửi thêm cho chúng bài xã luận có ảnh hưởng tới cả cuộc đời bà khi xưa. Trong bức thư viết cho bọn trẻ của bà có đoạn như sau: Trên thế giới này thực sự có ông già Noel không? Các bạn nhỏ của ngày hôm qua và ngày hôm nay yêu quý, khi tôi là cô bé cùng độ tuổi các bạn, tôi cũng đã đặt câu hỏi này và luôn muốn tìm thấy câu trả lời. Sau khi trưởng thành, trở thành một giáo viên, tôi luôn hy vọng các bạn nhỏ sẽ như tôi khi đều có thể tin rằng ông già Noel là có thực trên thế giới này. Bởi tôi hiểu được niềm tin và sự tồn tại của ông già Noel và những câu chuyện cổ tích. Niềm tin và những điều vui vẻ, huyền diệu trong các câu chuyện cổ tích thực sự quan trọng tới mức nào. Vào năm bà 80 tuổi và phải nhập viện vì căn bệnh tim quái ác, trong viện có một người thợ sửa chữa tên gọi John Holmes. Sau khi biết được bà chính là cô bé viết thư cho tờ The Sun khi đó, John Holmes đã cải trang thành ông già Noel và tới phòng bệnh của bà trong đêm Giáng sinh diệu kỳ. Khi được ông già Noel John Holmes hôn lên gò má mình, bà đã xúc động, nhẹ nhàng nói: Tôi vẫn tin rằng trên thế giới này thực sự có ông già Noel. Còn bài xã luận nổi tiếng năm nào của Francis trong quãng thời gian hơn 100 năm sau đó không ngừng được The Sun đăng đi đăng lại và được các phương tiện thông tin đại chúng coi là bài xã luận kinh điển tái bản nhiều lần. Không những như vậy, câu chuyện xung quanh bài xã luận nổi tiếng cũng được cải biến và dựng thành phim điện ảnh, thành phim truyền hình, đồng thời cũng được rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình đề cập. Có, Virginia, Santa Claus là có thật. Câu nói đó cũng được lưu truyền và tiếp cho mọi người niềm tin cùng sự hy vọng và tín ngưỡng. Ông già Noel trên toàn thế giới. Hơn 100 năm qua đi, con người ngày nay có nhiều người cũng giống như Francis và Virginia khi xưa, đều đang dồn hết tâm sức và thời gian, trí tuệ và tình yêu thương để thực hiện duy nhất một mục đích, làm mọi đứa trẻ trên thế giới này đều tin rằng ông già Noel thực sự tồn tại. Không những ở nước ngoài, ngay cả ở Việt Nam, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh đều mượn cớ ra ngoài vào đêm Giáng sinh hoặc thuê người hóa trang thành ông già Noel
và mang quà tới gõ cửa tặng cho con cái mình. Lại có rất nhiều bưu cục khi nhận được bức thư với người nhận là kính gửi ông già Noel, đều biết đó là một cô bé, cậu bé rất tin vào sự tồn tại của ông già Noel, nên đã không bỏ những bức thư đó đi mà chuyển chúng cho những người có chuyên môn và thông thạo các ngôn ngữ để viết thư hồi âm cho các bạn nhỏ này. Hàng năm, bưu điện Santa Claus của Phần Lan nhận được gần 700.000 thư từ 150 quốc gia trên thế giới. Vào mỗi dịp Giáng sinh, Google ra mắt một trang web theo dõi ông già Santa Claus và cập nhật vị trí hiện tại của ông già Noel khi xuất phát từ Bắc Cực. Những đứa trẻ trên toàn thế giới đăng nhập vào trang web này vào tối ngày 24 có thể kiểm tra xem Santa Claus đang ở đâu và mất bao lâu nữa mới tới được nơi mình đang ở. Trong thời gian khi ngày càng trưởng thành, rồi sẽ tới một ngày các bạn nhỏ kia phân biệt rõ ràng giữa hiện thực và thế giới cổ tích, và hiểu rằng tuần lộc không thể bay, cũng như ông già Noel sẽ không cách nào chui từ ống khói xuống để mang tặng quà cho chúng. Tuy nhiên, trước sau tôi vẫn luôn tin rằng những người trải qua tuổi thơ từng tin tưởng sự tồn tại của ông già Noel sẽ không bao giờ hoàn toàn đánh mất đi niềm tin đó. Những cảm nhận tuyệt vời ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong ký ức và ăn vào máu thịt của họ để trở thành tình yêu thương và sức mạnh niềm tin vào cuộc sống, cũng làm họ tin tưởng vào sự chân thành, sự lãng mạn và một thế giới cổ tích tốt đẹp. Vậy, dù ông già Noel có thật hay không, thì thực tế rằng ông đã đem đến niềm vui cùng nghị lực sống cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Cũng giống như dù bạn có tin có thần Phật tồn tại hay không, thì hầu như ai có niềm tin vào đó, cuộc sống nội tâm của họ luôn phong phú, đầy niềm tin và nghị lực vào cuộc sống. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: vì sao cây thông Noel luôn là biểu tượng cho sự vĩnh hằng của sinh mệnh? Cây thông Noel là biểu tượng không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh. Ngoài vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của nó trong thời tiết mùa đông giá lạnh, khi trang trí các món quà Noel khác nhau như đèn nến, hoa, bành vải nhiều màu, đồ chơi các loại, vân vân, nó còn tượng trưng cho sự giàu có và may mắn. Một truyền thuyết cho biết, vào thế kỷ thứ 8, khi truyền đạo Cơ Đốc sang nước Đức, giáo sĩ người Anh Thánh Boniface đã tặng một cây thông tượng trưng cho tín ngưỡng mới và tình thương dành cho người dân ở thành phố Kismer, Đức. Khi đạo Cơ Đốc được người Đức chấp nhận, họ chọn biểu tượng của ngày lễ Noel là cây thông. Đây chính là cách mà người Đức lựa chọn để tưởng nhớ công ơn của Thánh Boniface, người đã giúp họ dẹp bỏ tà thần, trở lại thờ phụng Thiên Chúa. Một truyền thuyết khác lại kể rằng, đã rất lâu rồi, vào một đêm Noel gió tuyết, có một người tiểu phu nghèo khổ đang trên đường trở về nhà thì gặp một đứa trẻ bị lạc và lả đi vì đói. Mặc dù nghèo khó, nhưng người tiểu phu vẫn dành lại cho đứa trẻ chút thức ăn ít ỏi của mình và che chở cho nó yên giấc qua đêm. Sáng hôm sau khi thức dậy, ông phát hiện một cái cây đẹp lộng lẫy ngoài cửa. Lúc đó, ông mới biết cậu bé mà mình vừa tiếp đãi tối hôm trước chính là Chúa cải trang. Chúa đã tạo ra cây thông để thưởng cho lòng nhân đức của người tiều phu ấy. Theo một câu chuyện khác, vào thế kỷ thứ 8, trên đường hành hương tới Đức, Thánh Boniface tình cờ bắt gặp một nhóm những kẻ không thờ Thiên Chúa đang tập trung quanh một cây sồi lớn, dùng một đứa trẻ để tế thần. Để cứu đứa trẻ khỏi buổi lễ, Boniface đã hạ gục cây sồi chỉ bằng một quả đấm. Ngay tại nơi đó đã mọc lên một cây thông nhỏ. Vị thánh nói với nhóm người đang hành lễ rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa cứu thế. Vào mùa đông, trong khi mọi cây cối đều héo rũ thì cây thông vẫn xanh tươi. Chính vì vậy, người cổ đại đã coi thông là biểu tượng cho sự phục sinh.
để có sự hòa hợp con người và thiên nhiên. Hơn 500 năm trước, trong mùa Giáng sinh, người ta dùng thông làm cây Christbaum, thông xanh tươi, có mùi thơm. Màu xanh biểu tượng cho sự sống nên mang đến ánh sáng, hy vọng cho con người. Từ đó, ra đời ý nghĩa cây thông là cây của Chúa Jesus. Cây thông Noel được thấy đầu tiên ở nước Đức, sau đó lại chuyển sang các nước châu Âu và nước Mỹ. Người Đức đã từng có truyền thống trồng những cây thông nhỏ. Dù vậy, trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, nó vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, vững chãi và màu xanh vĩnh hằng của sinh mệnh. Đến thế kỷ thứ 11, cây thông Noel còn được gắn cho biểu tượng cây thiên đường. Để gợi lại hình ảnh trái cấm của Adam và Eva, người ta treo thêm lên cây những trái táo đỏ. Thế kỷ 14, cây thông Noel được gắn thêm ngôi sao ở trên đỉnh, biểu tượng của ngôi sao Bethlehem chiếu sáng trên bầu trời khi Chúa Hài Nhi ra đời. Ngôi sao này đã dẫn đường cho ba vị thần cư ngụ ở phương Đông tìm được Chúa Jesus. Cũng ngụ ý, vị thiên sứ được treo trên ngọn của cây thông Noel đã giáng hạ xuống nhân gian, đến với gia đình của cây thông Noel đó. Được biết, chỉ người chủ của gia đình mới có thể treo ngôi sao hy vọng này lên trên ngọn cây. Dù có là tín đồ theo đạo Cơ Đốc hay không, ở các nước phương Tây, mỗi gia đình đều chuẩn bị một cây thông. Cây thông Noel vừa là biểu tượng cho sự vĩnh hằng của sinh mệnh, vừa thể hiện niềm tin của con người vào Thượng Đế. Chỉ khi sống có đức tin và tuân theo chuẩn mực đạo đức, con người mới được Thượng Đế bảo hộ và soi đường.